Chào mừng quý vị đến với trường dạy lái xe Bosa. Và trường dạy lái xe Bosa là trường chuyên dạy cho các em dưới 18 tuổi. Những em dưới 18 tuổi muốn có bằng lái xe phải học qua hai chương trình của DMV quy định, đó là chương trình lý thuyết trên online và chương trình thực hành 6 hour behind the wheel. Và hôm nay quý vị nào mang con em đến trường học lái xe ghi danh cả hai chương trình thì quý vị sẽ có 20 đồng ớt. Những quý vị nào mà chưa có bằng lái muốn đi thi lấy bằng lái thì xin mời cũng đến Bosa Riding School. Và các bác mà bị DMV tịch thu bằng lái nè, hoặc bị treo bằng lái thì cũng xin mời đến Bosa Riding School để được giúp đỡ. Và hôm nay các bác nào mà lớn tuổi muốn renew license nhưng mà vì mắt kém DMV nó chưa renew được thì cũng xin mời đến Bosa Riding School, chúng tôi cũng xin giúp quý vị renew lại license của mình. Bosa Riding School có thêm dịch vụ mới là chúng tôi nhận xóa ticket nữa thưa quý vị. Xóa ticket chỉ có 20 đồng thôi. Quý vị không mất thời gian phải đến trường, học tại nhà. Và rất là nhanh, chương trình học rất dễ dàng trên online. Bosa Driving School nằm ngay góc đường Bosa và Magnolia, sau lưng tiệm 7-Eleven. Chúng tôi nằm ở lầu 3, phòng 308. Số phone để liên lạc là 714-892-8882, 892-8882.